Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Mạnh Trường. Hiện tại tôi đang có mặt tại ngôi làng Lệ Mật, một trong những ngôi làng truyền thống về rắn. Ngày hôm nay tôi nhận một nhiệm vụ, đó là đồng hành cùng với chương trình Kỹ năng sống để tìm hiểu về các loài rắn đang có tại ngôi làng Lệ Mật, cũng như là cách phòng tránh, ứng biến và xử lý khi bị rắn cắn. Xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với tôi. Anh Hùng ơi! Chào ạ. Dạ vâng, em chào anh. Vâng, thì em nhận được một nhiệm vụ của chương trình Kỹ năng sống, đó là đến đây để tìm hiểu về cách phòng tránh cũng như là cách xử lý và ứng biến khi mà bị rắn cắn. Thì em được biết anh là cũng là một trong những thợ săn về rắn có tiếng ở làng Lệ Mật. Thì không biết là anh có thể cho em xem được những con rắn mà anh đã được bắt được không ạ? Thôi vào nhà uống nước ra xem. Sợ thật thôi, em thì cũng đang nóng lòng lắm để muốn xem những con rắn anh đã bắt được rồi. Anh có thể dẫn em vào xem luôn không ạ? Thôi được, đi vào. Dạ vâng, vâng. Rồi chưa? Dạ vâng ạ. Anh có thể cho em xem luôn những con rắn anh đã được bắt không ạ? Đây, để dạ vâng. Cho xem con hổ mang chưa? Thưa quý vị, đó là một con hổ mang. Vâng anh ơi. Đấy, đây là rắn hổ mang bắt được này. Đây là chỗ để rốt rắn, không phải là nuôi. Bắt được thì về để lấy chỗ rốt đi. Loại này thì nó thường ăn những gì anh nhỉ? Loại này là ăn chủ yếu là cóc, cả chuột, cả cá, ếch nhái, nói chung là đấy. Chứ mà chuyên cóc. Nó có dễ tấn công người không anh? Nó nhìn thấy người là có thể là nó tự vậy là nó cứ bành, nó cũng đuổi theo thôi. Thì mình có nên là cứ đi thôi, nó không đuổi gây đâu. Vâng vâng. Em nhìn rất là sợ rồi. Anh có thể có loại nào không anh cho em xem? Đây là hổ mang nhá, hổ mang đen. Đây cho xem con là hổ ngựa. Rất là sợ. Con rắn rất là dài, thưa quý vị. Đây, con này dài. Rồi, con này không sợ. Đây, con này nó rất dữ ấy. So với đội nguy hiểm thì con rắn hổ ngựa với con hổ mang anh con nào hơn anh? Nói chung là so sánh hai cái là con hổ mang nó độc hơn con hổ ngựa. Hổ ngựa thì nó không độc mấy, hầu như là không độc. Và độ mức tấn công thì có những người ngoài. Con này thì nó chỉ dữ thôi, nhưng cắn nó cũng không độc. Ờ đúng. Thôi nhìn bên sang đầu tiên. Thật sự rất kinh khủng. Giữ, con này giữ cho nó nhanh. Đấy, con này giữ. Em cảm thấy rất sợ rồi, rồi. Còn với loại thứ hai rồi ạ. Có loại nào nữa không anh? Anh em cho em xem. Tạm thời cất loại nữa không ạ? Đây hổ ngựa. Con này nó chỉ giữ thì con là cắn nó không độc. Dạ vâng. Loại tiếp theo là rắn giáo. Loại này cắn không chết người mà nó cũng lành, hầu như không cắn. Cậu cứ sờ thoải mái, không phải sợ. Đây, vâng. Cứ sờ nhẹ nhàng cho em sờ thử nhé. Sờ loại này thì nó nhẹ nhàng hay như nào ạ? Cứ sao thoải mái bình thường, không phải sợ, kể cả sao đau rất là thoải mái. Đó, không cần cứ nhẹ nhàng thôi. Cứ thoải mái cả sao đau nữa. Thưa quý vị, qua sự hướng dẫn của anh Hùng thì tôi đã bắt đầu có mạnh dạn hơn trong việc cầm một con rắn, một loài bò sát hung dữ nhất thế giới. Và khi chạm một con rắn thì tôi đã cảm nhận được sự hơi thô ráp tay ở phần khi mà tiếp xúc với da con rắn. Go ghê kiểu. Và có lẽ là nhẹ nhàng hơn thì sẽ tốt hơn khi bắt đầu làm quen với một con rắn bất kỳ, mặc dù độc hay không độc. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Rồi. Đấy. Anh thấy cắt thịt rồi. Trong nhà thì có bắt được 3 loại thôi. Dạ vâng. Không loại, có một loại nữa thì ấy rồi. Bán cho khách rồi. Dạ vâng. Được biết là anh là một trong những thợ bắt rắn lâu năm đúng không ạ? Thì không biết là trong thời gian anh đi bắt rắn ấy, lâu năm như vậy thì không biết là anh đã bị vết cắn nào đó chưa ạ? Đây, cũng bị cắn tay rồi. Dạ vâng. Đây. Với vết rắn này thì anh bị con rắn nào cắn vậy? Đây là rắn hổ mang. À, trong lúc anh bị cắn đấy là do anh sơ suất hay là lần đầu bắt hay là như nào? Nói chung là bắt thì bắt nhiều rồi, bắt phải rơi vào tầm hơn 20 năm rồi. Đại khái là đây là sơ suất 10 người ở làng bắt thì phải 9 người bị cắn. Cái này không tránh được, nó là cái sơ suất của nghề nghiệp. À, dạ vâng, dạ vâng. Thế còn vết cắn nào nữa không anh? Cả một lần ở mông thì là do đeo vào đây, thân da, gà thân da này. Thì mình cứ đi nó đập đập, nó cắn qua túi, qua quần, không cạo răng. Răng con rắn hổ mang nó như cái kim khâu. Đấy. À vậy ạ, à. Dạ vâng, dạ. Cho thấy là mức độ rắn cắn rất là nguy hiểm phải không anh? Cắn nguy hiểm ạ. Vâng. Cắn trời như kiểu đang sáng này coi như là thành tối luôn, coi như là mắt như kiểu coi như là đang ban ngày thành ban đêm. Không nhìn gì hết. À, vâng, mặt tái ngắt như kiểu gà rú. Đấy. Vâng vâng. Thì không biết là hàng ngày anh đi bắt thì vào thời điểm nào thích hợp nhất để đi bắt rắn anh nhỉ?
Nói chung bắt rắn là thường thường có mùa bắt thì là nó được hiệu quả mà được nhiều hơn. Vâng. Ví dụ mà rắn ráo phải bắt vào từ tháng 8 đến tháng 10 âm. Đấy. Vâng, thế còn mùa này ạ? Mùa này thì đi đào rắn hổ mang. À vâng. Cầm thuổng đi đào. Cầm thuổng đi đào đấy ạ. Ừ. Ra ngoài đồng hoặc ra ngoài bãi đào. À vâng vâng, em nghe cảm giác cũng rất là thích thú rồi, thì không biết là anh có thể cho em một ngày trải nghiệm đi bắt rắn cùng anh được không ạ? Thôi thì chẳng mấy khi vào đây rồi thì tiện uống nước xong là anh em mình thay quần áo và đi bắt luôn. Thì anh cho em hỏi một chút là trước khi bắt thì mình cần chuẩn bị những dụng cụ hay gì đúng không ạ? Nói chung là thuổng, móc, cả đấy, túi đựng, thế thôi, cả quần áo lao động. Là bật vào hộ đấy ạ? Đấy, quần áo. À, dạ, vâng, vâng. Thế vậy thì anh em mình cùng lên đường chứ anh? Và uống chén nước nào đi. À, vâng, trước khi đi thì anh em mình cùng uống chén nước nhé, cùng vào đây. Tại Việt Nam, tỷ lệ người bị rắn cắn là 30.000 người mỗi năm. Do nhiều lý do khác nhau, môi trường sống của các loài rắn đang ngày bị thu hẹp, nên việc rắn sinh sống gần với con người là điều đã và đang xảy ra. Chúng có thể thích nghi với mọi loại địa hình khác nhau và luôn luôn tiềm ẩn nguy cơ chết người gây ra cho động vật, gia súc và con người. Anh ơi, anh cho em hỏi là những nơi mà dân cư sinh sống ấy, thì rắn thường tụ tập ở những vị trí như nào anh nhỉ? Đấy, như ví dụ như đống gạch kìa, dạ vâng. Cả tấm bờ lô kìa. Đấy, dạ vâng. Là cả cái bụi là rắn nó rất hay đi kiếm ăn, với cả trú ngụ, nó ăn ở các cái bụi tốt này, nó trú ngụ ở ví dụ đống gạch, cái đống bờ lô kìa. Đấy. Vâng. Vậy mà khi mà người dân phát hiện ra rắn ở những vị trí như vậy thì cách xử lý và biện pháp là như thế nào ạ? Có nghĩa là những người dân không biết gì về rắn, có nghĩa là nhìn thấy rắn cầm gậy xua đuổi, chạy cho nó chạy đi nơi khác để tránh nguy hiểm cho người dân. Cách phòng trừ thì có nhất là đừng để các cái tấm bờ lô ở đống gạch này, các cái cây phát quang này, còn các cái đống bờ lô gạch đừng để là chỗ tụ điểm trú ngụ với cả sinh sôi lầy lở của rắn sinh sản đấy. Qua chia sẻ của anh Hùng thì chúng ta đã biết được những nơi ẩn náu của rắn ở trong khu dân cư cũng như là biện pháp phòng tránh, và bây giờ thì chúng ta cùng đi ra tiếp tục cuộc hành trình tìm rắn anh nhỉ. Đó, như tôi vừa nói là chú Kim vừa thăm dò có một địa điểm, anh em ta tiếp tục lên đường đi săn bắt rắn tiếp. Dạ vâng, xin mời. Hướng dẫn của Bộ Y tế về cách phòng tránh rắn ở gần khu dân sinh: phát quang bờ cây bụi rậm quanh nhà, không bắc giàn hoa, dây leo hoặc vật liệu xây dựng tạo điều kiện cho rắn sinh sống. Xung quanh nhà trồng xả hoặc rác bột lưu huỳnh để xua đuổi rắn. Khi phát hiện ra rắn trong nhà, cầm gậy xua đuổi rắn, tuyệt đối không tiếp cận với rắn bằng tay không. Tới chưa anh nhỉ? Sắp đến rồi. Ở đây rồi anh. Ở đâu đây? Chỗ đây tìm chỗ này khá là có rắn. Vâng ạ. Tháo mũ bảo hiểm cho đỡ nóng. Dạ vâng ạ. Anh đội mũ cối nhỉ? Ừ. Vâng vâng. Đội mũ hiểm nóng. Anh ạ. Chú có đội tạm mà cho đỡ nắng. Thì anh em đi vào đây tìm. Vâng. Địa điểm đầu tiên chúng tôi được hai thợ săn rắn đưa đến bắt rắn là huyện Đông Anh, ngay gần chân cầu Nhật Tân, nơi được cho là có rất nhiều loài rắn độc cư trú. Dấu hiệu nhận biết để khi xuống nhá anh. Ờ, cứ đi nhìn xem có xác không, nhảy hang hay có vẹt thì đâu đào. Vâng. Tôi phải đào ạ? Tìm dấu hiệu thì khác, chứ không phải khác. Phải vạch ra để tìm xác anh? Rắn bé tí. Đấy, xác rắn gì anh nhỉ? Không phải chờ lâu, sau vài mua đất quan sát, chúng tôi đã phát hiện ra dấu vết của loài bò sát này. Cái xác này thì rắn chúng thay khoảng bao nhiêu hôm anh nhỉ? Chắc cũng phải được vài hôm, vẫn mùi thối thối. Ngửi xác này. Nhìn chưa, ngửi chưa? Thật sự khó chịu. Con này chỉ độ 5-6 lạng chứ nhỉ? Thối mà. Rắn bigo quá dự đào đây được một đôi. Liệu quanh đây chắc chắn có không anh?
Đây rồi. À đây à? Rắn đổi xác đây nó thế chỉ quanh đây đúng không? Ừ, nhưng vấn đề là có tìm nó hay không. Rậm rạp thế này nó cũng khó, không phải đơn giản nhỉ. Sợ nó vào đúng. Thế đào hết chỗ này hay đào đúng tổ anh nhỉ? Đây. Không phải tìm về hang đúng vào đúng này. Đây là hang của một con rắn gì đấy? Đây xác hổ ngựa. Hổ ngựa. Có con hổ ngựa thì mới. Cái tỷ lệ có rắn sẽ cao hơn à? Một củ gì? Này nữ vất lắm. Thôi đi tìm con khác dễ thôi. Vậy cái chỗ này khả năng cần sự kiên trì anh em mình ấy nhỉ? Ok đấy. Thì đúng này đúng đá này. Khó giữ lắm. Tìm gì? Ui, một cái hốc rất là to. Đâu đâu hang khi mà nó nhẵn nó sẽ như thế nào anh? Nhìn đúng này không đào được, nó vướng đúng này. Đấy là phân à anh? Vẹt vẹt cũng có vẹt này. Đấy tớt tớt này. Đây là gọi là nước tiểu hay là vẹt nó bò à? Bò ạ, nó nhẵn ạ. Nhưng khả năng chỗ này khó đào lắm, vướng tấm bê tông rồi, nhìn nhau cửa cách này. Khi mà một con rắn bò qua thì một viên đất này sẽ cực kỳ nhẵn. Đây cũng là một dấu hiệu nhận biết là sẽ có một con rắn hổ mang. Ở tập 1, quý vị và khán giả đã được phổ biến kiến thức về cách phòng và tránh rắn vào nhà. Liệu cuộc hành trình săn bắt rắn của các thợ săn có thu hoạch được gì không khi cả đoàn đã tìm được dấu vết của rất nhiều loài rắn độc khác nhau? Mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc hành trình đầy dễ nguy hiểm ở tập 2. Mà tôi không còn đổi máu luôn. Nó không ở đấy đâu, nó ở toàn chỗ khó rồi. Rắn quái lắm. Rồi còn chỗ này dễ dày hơn đúng không anh? Thôi, không bới được, dày lắm. Xem nó có lứt góc rồi. Đã tìm chỗ lứt góc rồi hả? Có dấu hiệu gì không anh? Quanh đâu đây thôi. Quanh đây ạ? Tìm không, bên này không có, sang bên kia.
Rú rắn bên, này. Bên này à? Bên cái hố bên kia kìa. Rồi em sẽ sang bên kia. Đổi thôi thì nó từ 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 đâu. Anh ơi, em cảm giác thấy rất là mệt mỏi rồi anh ạ. Rồi. Anh em mình ra nghỉ một chút nhờ. Ừ. Có lẽ là chúng ta sẽ chờ nốt cái hang anh Hồng phát hiện ra. Có dấu hiệu gì không anh? Không, không, không. Chắc là anh em cũng ra nghỉ một chút nhờ. Ờ, không có luôn anh nghỉ à. Có đi chỗ khác đây. Chỉ qua một chốc buổi sáng thôi, chúng tôi đào rất là nhiều hang nhưng vẫn chưa tìm được một con rắn nào cả. Qua thấy có thể cho thấy là công việc săn bắt rắn rất là vất vả, và anh Hùng sẽ cùng chúng tôi tiếp tục với chuyến hành trình săn rắn tiếp theo. Xin mời quý vị. Ít hang thì không có. Trước đào bung cổ đây có hôm là hạ ấy, 2-3 con nhưng rắn không to. Đây đào cái một tìm đúng hàng đào dễ. À. Em bớt giúp anh. Ở cái gỗ mục này thì nó cũng dễ trú ẩn đúng không anh? Phải có hang cơ, rắn ở đâu rồi, có hang. Đây vỏ đổi về bé này, rắn bé. Chúng tôi lại phát hiện ra một xác rắn. Chúng tôi vừa phát hiện ra được một xác con rắn đã vừa thay. Nhưng tôi nghĩ là có lẽ là xác này lâu, xác thay lâu rồi, có vẻ lâu lâu rồi. Và chúng có thể thay rất lâu rồi. Mùi không còn nữa. Và sờ thì nó sẽ rất là khô. Tôi sẽ đi tiếp. Cái con chỗ hổ ngựa đúng chui vào cái đống đá. Đúng không nào rồi ạ. Trời ơi, ăn đi. Đang nói vớ được mấy quả chuối. À. Ăn đi ạ. Chuối đâu đây anh? Ủa, chắc là của người ta trồng chín thì cứ ăn, làm gì có ai ở đây mà sợ. Đi cả ngày mệt đói gặp một quả chuối sướng quá anh ạ. Ăn thôi, ăn đói đen nhỉ, đi suốt sáng chưa được bao nào. Vì tỏ các anh bắt rắn này mệt phết nhỉ, vất vả. Mà càng ngày càng ít rắn. À. Ôi rắn rắn không ơi. Ủa anh ơi. Ôi rắn rắn vừa chạy lên. Đây đây nó vừa chạy rồi. Đây rồi. Rắn rắn rắn. Đây rồi. Rắn rắn rắn. Rắn liệu đâu anh? Mày quá thì có rắn rắn nào. Rắn này cắn không bị sao. À em có thể cầm được không? Không sao thoải mái. Con cắn không bị sao. Bình thường anh ơi. Em sợ lắm. Không, con này sợ, cái này là cắn không chết người, chú sợ thoải mái, không phải sợ. Rồi. Mua rắn giáo. Tuy là chúng không độc, nhưng thật sự là khi lần đầu cầm vào một con rắn như vậy thì tôi cảm giác rất là sợ. Vâng. Một thành quả đó là một buổi, cả buổi sáng. Chắc chỉ có một con thôi, may được con là không có đâu. Vâng anh Hùng ơi, thì với một con rắn như này gọi là khẩn rắn không độc đúng không anh? Rắn giáo, con này vâng. Cắn không bị làm sao, em vâng. Sợ thoải mái đi, không phải vâng. Sợ. Anh có thể nói cách phân biệt giữa rắn độc và rắn không độc được không ạ? Rắn giáo thì nó bụng vàng, đầu nhỏ, mắt to. Vâng.
Đấy, còn rắn hổ mang thì là nó ngắn, nó to, mốc mốc mà nó bành, nó dạ con này vâng. Con này chú sợ thoải mái, nó cắn không bị sao. Vâng ạ, để em thử lại một cảm giác nữa xem. Không sợ, cứ cầm thoải mái đi. Nếu mà nó cắn không bị sao cả. Vâng này thưa quý vị, đó là một con rắn không độc và các nhân biết đó là ở bụng của chúng thì có màu vàng. Đầu thì nhỏ, mắt to. Đó, mắt rất là to. Và độ hung dữ thì có lẽ không bằng rắn đâu anh nhỉ? Con này không dữ. Lành. Trong có loại rắn là con này hầu như lành nhất. Thì kỹ năng mà khi mà mình đi đường ấy, mình không ngay mà gặp một con rắn bất kỳ ấy, thì cách nhận biết đó là mình sẽ làm gì anh? Nói chung là rắn độc thì nó thường thường mình đi gần người nó là nó à. Hay bành cổ ấy mà nó phù với biết ngay phân biệt à. Rắn độc. Còn là con hổ mang bành, còn như con đen trắng thì khúc đen khúc trắng hoặc có khúc đen khúc vàng thì nó không bành thì mình cứ giẫm vào nó thì nó tự vệ nó phải cắn thôi. Đó. Thế còn các con rắn không độc nói khi mình gặp nó thì phản ứng còn lại của nó như thế nào? Nói chung là nó chỉ nhìn thấy người nó chạy. Bỏ chạy ạ? Ừ. Rắn độc thì nó gặp người mà phản ứng của nó là nó phải tự vệ, nó bành lên, hiểu không? Không sợ bắt nó để nó còn cắn. Cách phân biệt rắn độc và rắn không độc. Rắn không độc thấy người bò đi thật nhanh, ở rắn độc thu người lại, phình mang, thủ thế. Rắn không độc đầu nhỏ mắt to hình bầu dục. Rắn độc đầu hình tam giác, cổ nhỏ, đuôi ngắn, hoa văn hiện rõ. Rắn không độc hai hàng răng nhỏ li ti khi bị cắn. Rắn độc có hai răng nanh hình móc câu. Ở tập 2, quý vị và các bạn đã được phổ biến kiến thức về cách nhận biết rắn độc và rắn không độc. Cuộc hành trình săn bắt rắn đã bắt đầu hấp dẫn với việc các thợ săn rắn đã bắt được chú rắn giáo không độc. Vào đó phải chăng đã bắt đầu gợi mở cho hàng loạt các diễn biến hấp dẫn kỳ thú, nhưng cũng không kém phần kịch tính nguy hiểm đang đón đợi phía trước. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tập 3. Ở tập 2, cuộc hành trình đi bắt rắn tưởng chừng như rơi vào bế tắc vì xác rắn rất nhiều nổi lên, nhưng không thể truy tìm được loài bò sát này và tưởng chừng như bế tắc thì anh Kim, một trong hai thợ săn rắn đã phát hiện ra một con rắn. Và ngay tại tình huống này, các bạn đã được phổ biến kiến thức về cách thức nhận biết rắn độc và rắn không độc. Vậy liệu ở tập 3 này, cuộc hành trình bắt rắn có tìm được thêm một con rắn nào hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi hồi hộp theo dõi cuộc hành trình bắt rắn đầy nguy hiểm này. Rậm rạp thế, trâu bò. Nhà này dễ có rắn không anh? Chỗ này dễ có rắn lắm. Địa hình này mà. Anh đem cầm cái gậy cho. Anh đem cầm gậy cho. Tìm cả ngày rồi mà vẫn chưa được con nào anh nhỉ? Dạo này rắn rết ít lắm. Ôi, đây có cái xác rồi. Đấy, nó vừa đổi có một đoạn đấy rồi, tập trung vào xem. Sao đây này, vừa đổi rồi. Con hổ mang ấy. Con này to đấy. Rồi xem nào. Chắc là nó đổi một con này mới đổi rồi. Tìm quanh nó chỉ quanh đây thôi. Đổi một mẩu xác này chắc là xác nó. Nó chỉ quanh đây thôi anh nhỉ? Rồi tìm kỹ khu vực này. Có anh đang nhả em sợ quá anh ạ. Chú ở xa có anh đây ai để cắn chú, nhưng mà nghe thấy anh là hô là có rắn em sợ thế nào ấy. Không sợ. Có hai à, có vẹt khi nằm đây rồi. Hết rồi, lên đây hết rồi. Hai này có vẹt này.
Về là như thế nào anh nhỉ? Rồi. Đó, xem về nào. Về nhẫn á. Thì khả năng về là... tôi sẽ nhẫn đúng không? Khả năng là ở hai này rồi. Đâu ạ. Ui, hai có rắn rồi. Khả năng là chết đấy. Đào đi, hang này đúng hang... con đổi xác khi nó ở cái hang này. Ừ. Vừa có xác mà vừa nhẫn chứng tỏ ở đây có rắn không anh? Khả năng nó ở đây. Mùa này rét là rắn. Có vẹt. Rắn nó ở đâu nó đổi xác nó chỉ cạnh đấy. Đó là một dấu hiệu nhận biết có rắn khi mà hang vừa có xác rắn thay và vừa có vết bò dấu hiệu bò nhẵn. Đó là tỷ lệ có rắn rất là cao. Khả năng ở hang này rồi. Vẫn mới lắm. Có sâu không anh? Chắc phải bình hang này bình thường, may chỗ này nó không sâu. Để em tìm chỗ khác nhé. Rắn ở vườn mới. Nó hai chết đấy. Ôi, thè lưới rồi, đúng hai. Đâu? Rồi. Có rắn rồi anh? Thè. Ui, thôi đúng rồi, đúng con đổi sai rồi. Thè lưới. Móc, lấy móc lôi ra. Em nhìn sợ quá anh ơi. May. Đây, móc anh. Em không dám lại gần đâu. May rồi, lại búa được con rồi. Đây rồi. Con này phải tầm hơn cân. Cân. Đây rồi. Ôi, con này to đấy. Ui, to. Ui, nó mổ rồi anh ạ. Rồi. Bỏ dài thế. Cháu khéo cắn. Không dạ. Cẩn thận anh ơi. Con đổi sát này nó hay. Đây rồi. To dài quá. Chẹn đầu đi, không có cắn. Được, đây rồi. Cho xem với. Con này khoảng bao nhiêu cân anh nhỉ? Con này chỉ tầm cân hơn cân nhỉ? To phết nhỉ? Rắn đực. Rắn đực dài ngon, to. Thôi anh cầm đầu cho em sờ xem. Rồi, sao đi. Đây. Đúng lâu bắt được con to nhỉ. Đổi vẫn chưa hết. Nhưng quý vị có thấy một mẩu rắn đang thay xác dở đúng không ạ? Chắc đang đổi gặp người dân đi qua sợ chạy vào. Bóc gót thôi. Như anh Hùng đã nói, một con rắn đang thay xác dở. Đây. Chắc đang lọt thì gặp dân đi làm sợ động chạy chui hang. Trong lúc xác rắn đang thay xác thì anh thì tỷ lệ cắn cao hơn so bình thường không? Nói chung là nó mới đổi xác thì là nó vẫn còn người nó vẫn kiểu hơi đau nó vâng. Nó vẫn kiểu không được nhanh nhẹn như bình thường. Vậy à? Phải mất vài hôm thì nó mới trở lại nhanh nhẹn bình thường. Vậy là con rắn này nó không phản ứng nhiều đúng không? Khi mà anh em bắt nó nhỉ. Thôi thế là được rồi. Anh em vậy công sức anh em từ sáng rồi đúng không? Thế là có công rồi. Vâng. Có ngày công đi lao động rồi. Anh Hồng ơi, anh có thể chia sẻ cho em cũng như quý vị khán giả được biết đó là khi mà mình đi bắt rắn ấy hoặc là không may bị rắn cắn thì cách xử lý đối với những người thợ như anh thì đó là sẽ như thế nào? Như bọn tôi đi bắt rắn chẳng may mà sơ suất để rắn cắn ấy thì bọn tôi sẽ có dây chun để tôi buộc cách khoảng 2-30 phân để mới cả cho máu cho lọc đỡ chạy vào tim, với cả tôi sẽ dùng dao tem hoặc thủy tinh tôi rạch ra cho máu nó ra thì nó cái vết thương nó sẽ bị nhẹ đi, nó đỡ bị hoại tử. Thế còn đối với người bình thường ạ? Nếu mà người bình thường người dân mà không biết cách ấy, thì có nhất là sơ cứu lấy dây chun buộc cách khoảng 2-30 phân cũng thế, xong rồi đi vào trạm xá hoặc vào viện trạm y tế gần nhất đấy. Vâng, em xin cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị, qua cách chia sẻ của anh Hùng thì đối với những người thợ như anh thì cách đơn giản nhất đó là dùng dao tem hoặc là mảnh thủy tinh cắt dọc theo vết cắn của con rắn và sau đó dùng gado buộc cách khoảng từ 20 đến 30 phân. Còn đối với người bình thường thì khi mà chưa biết cách sơ cứu thì tốt nhất là hô hoán tìm người chung quanh hoặc là đến cơ sở trạm y tế gần nhất để sơ cứu. Cách sơ cứu nhanh khi bị rắn cắn: không để nạn nhân tự đi lại bất động tay chân, nẹp tay bị cắn, nẹp bằng thiết bị y tế hoặc miếng gỗ hoặc que hoặc bìa cứng, dùng băng chun giãn, băng vải hoặc tự tạo băng tương đối chặt từ ngón chân, tay đến hết vị trí của chân tay bị cắn, dùng dao lam hoặc vật sắc nhọn rạch vết cắn sao cho rộng, cho chất độc thoát ra. Nếu nạn nhân khó thở thì hô hấp nhân tạo và đưa tới cơ sở y tế gần nhất. Nhìn vô đây, có cái xác hổ ngựa chỉ quanh đây thôi. Đây vẫn có hổ ngựa ấy. Tầm này khi lắng rồi nó bò ra ngoài. Thế thì hai anh tìm nhá. Em xin phép ra kia. Chú lượn đây, may nó bò ra kia bắt được. Khả năng nó quanh đây, khả năng là khi lắng này nó đi kiếm ăn. Ôi anh ơi. Cứu em anh ơi. Có rắn. Đây rồi.
Đấy, đúng con này thôi. Đây là con này hổ ngựa anh. Đấy, con này đấy, con khoảng cân đấy, lúc anh em mình nhìn thấy đấy. Mày quá. Con này có cắn không ạ? Con này cắn khúc chân người. Đây, tí cầm lên một xem. Đấy, chú cầm đây. Cho xem con thử nhá. Cầm nhẹ nhàng thôi. Đấy. Con này cắn không bị sao. Thoải mái đi. Cứ nhẹ, nhẹ nhàng vuốt ve. Như phè lắm. Thế nên là may nay bắt con này ba anh em đi được ba con này là hơi bị may đấy. Em thấy con này nó giống con hổ mang bành này à? Con này nó không phải hổ mang bành, nó là hổ ngựa. Con này khác so với hổ mang bành ạ? Con này nó cũng mỏ nhưng nó không độc, cắn không bị sao. À. Nhưng mà con này em thấy nếu mà trên đường mà gặp mà không may dẫm vào thì cắn nó không bị sao à? Nhưng lúc em sợ quá thì nó to. Giống con hổ mang bành. Vâng, nếu mà anh ấy ví dụ như con với một con hổ ngựa này đi, nếu mà nó cắn thì cách xử lý thì có nói tóm lại con này cắn không bị sao, nó chỉ chảy máu đau thôi, không có độc, không sợ. Đấy. Với một người bình thường ấy, thì người bình thường chú cứ nhìn thấy là chú bắt nó cắn không bị sao, chỉ chảy máu thôi. Cái vết răng của con này cắn so với con rắn độc có khác nhau ạ? Nó như nhau nhưng nó không có độc, nó giống như nhau nhưng nó cắn không bị sao ấy. Cứ nhìn thấy em cứ bắt thoải mái về mà không vấn đề gì cả. Anh Hùng ơi, anh cho em hỏi là khi mà mình đi trong rừng ấy thì không may mà dẫm phải con rắn này ấy, thì không biết là mình sẽ xử lý như thế nào anh nhỉ? Nói chung là mình mà không biết gì về rắn ấy thì có nhất là thôi dẫm vào nó thì lùi xa chạy, còn không biết phân biệt rắn độc hay rắn không thì chẳng may nó cắn thì nguy hiểm đến tính mạng, có nhất là thôi nhìn thấy nó thì lùi ra hoặc dẫm vào nó thì cũng tự chạy nhanh thôi, cho đi đâu đi, không biết phân biệt rắn nó cắn là nguy hiểm đến tính mạng. Dạ vâng, ok em cảm ơn anh ạ. Vì rắn là rất độc. Cách xử lý khi gặp phải rắn. Khi nhìn thấy rắn nên bỏ đi thật nhanh. Khi dẫm phải rắn, lập tức tìm cách thoát thân ra khỏi vòng nguy hiểm. Thưa quý vị, qua cả hành trình săn bắt rắn với anh chuyên gia Nguyễn Mạnh Hùng, hy vọng những kiến thức anh chia sẻ sẽ được quý vị áp dụng triệt để vào trong cuộc sống, như là cách phòng tránh và xử lý khi bị rắn cắn. Chương trình xin được dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.